Xin chào bạn đã trở lại với channel mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái lỗi mà boot device no fault nè. Trên đây là cái laptop HP nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt, mình sẽ cho các bạn xem. Đây là cái dòng laptop HP nè. Đó vậy. Thì bây giờ cái máy, cái tình trạng nó khi chúng ta bật nguồn lên nè, các bạn sẽ thấy cái lỗi của nó. Đó thì cái tình trạng của nó là khi mà khởi động máy lại nó thì nó sẽ không có vô Windows được. Nó sẽ báo cái dòng lệnh lỗi nè, 3F0 là không có boot được vào ổ cứng. Thì cái này có rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là nhiều khi các bạn vô tình các bạn bấm loạn xạ trên bàn phím, nhiều khi cái mặc định BIOS nó sẽ thiết lập khác lại, khi đó cái ổ cứng nó sẽ không nhận và nó sẽ không có boot được. Cái thứ hai là cái chuẩn boot trên cái dòng laptop này nó là UEFI hoặc là Legacy. Đó thì nó nhiều khi chúng ta lót mặc định lại là nó sẽ boot cái chuẩn khác thì nó sẽ cũng không vô cái hệ điều hành Windows được. Rồi thì một cái nữa là khi nhiều khi pin CMOS nó bị hết, nó làm cho cái chuẩn boot, chuẩn mod trên cái thiết lập BIOS nó cũng khác và nó cũng sẽ không có vô win được. Cái thứ hai là ổ cứng các bạn có vấn đề, nó làm cho cái máy mình nó không có vô Windows được, không có vô màn hình laptop được. Thì chúng ta để kiểm tra và khắc phục cái lỗi này như thế nào thì các bạn nhớ xem video của mình thật kỹ nha. Đầu tiên các bạn trên bàn phím các bạn nhấn cho mình cái tổ hợp nè, Alt Ctrl Delete khi mà nó bị cái tình trạng này nè. Đó thì các bạn nhấn tổ hợp cho mình Alt Ctrl Delete nha, đó, cho nó khởi động lại. Sau đó các bạn sẽ nhấn F10 trên bàn phím. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn lại F10 nha. Đó. Bây giờ chúng ta trước mắt thì các bạn vào cái phần khi vào BIOS rồi các bạn kiểm tra nè, Setup Info nè. Các bạn kiểm tra cho mình là cái ổ cứng HDD size nè, 256GB, cái ổ cứng nhận mà nó không có win. Thì các bạn lúc đó các bạn đảm bảo có thể là hệ điều hành chúng ta có thể bị lỗi, hoặc là cái mod thì ổ cứng nó sai, hoặc là cái chuẩn boot nó khác, nó cũng không vô được. Đó thì cái đầu tiên thì cái ổ cứng, nếu mà ở đây mà cái ổ cứng không nhận là nó cũng báo cái tình trạng giống lúc nãy. Ổ cứng mà không nhận thì các bạn sẽ không có boot vào Windows được nha. Đó rồi, sau khi chúng ta đã kiểm tra cái phần cứng nó đã nhận rồi thì chúng ta sẽ vào cái phần Advanced. Đó các bạn có thể dùng chuột trên cái laptop, hoặc là các bạn có thể dùng những cái lệnh trái phải lên xuống. Đó, đó khi chúng ta dùng trái phải thì nó sẽ rê qua rê lại nè. Rồi các bạn sẽ vào cái phần rồi bây giờ các bạn sẽ rê vào cái phần Advanced cho mình nha. Rồi các bạn vào cái phần Advanced, rồi các bạn vào cái phần Boot Option. Đây các bạn vào cái phần Boot Option đó, rồi các bạn dùng cái thanh lên xuống nè. Đó rồi các bạn kéo xuống. Đây đó các bạn sẽ, đây là cái mod của cái ổ cứng nè các bạn, cái chuẩn để nó boot vào, boot mod nè. Đó nhiều khi các bạn đang xài Windows 10 hoặc Windows 11 thì các bạn để chế độ Legacy là nó sẽ không có boot vào Windows được, vì vậy mà các bạn phải chỉnh sang cái UEFI nè, Hybrid with
CSM chứ. Đó thì các bạn sẽ rê chuột vào đây, các bạn sẽ tích vào cái dấu này. Rồi các bạn nhấn Enter để nó save lại. Đó, lúc này nó hỏi có bạn có save lại không thì bạn nhấn Enter nha. Rồi. Rồi các bạn rê chuột vào, các bạn chấp nhận nha. Đó. Sau khi nó save lại thì nó sẽ nằm ở web API Hybrid with CSM. Rồi các bạn nhấn ở đây save lại. Đó, các bạn rê chuột vào, các bạn save lại nè. Rồi, ở đây nó hỏi thì các bạn chọn Z. Rồi, tiếp theo các bạn rê vào phần exit, chúng ta sẽ đóng lại. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ save. Rồi, bây giờ máy nó sẽ khởi động lại. Đó, như vậy là nó đã vào Windows được rồi đó các bạn. Thì cái lỗi này nó cũng khá đơn giản thôi, tại vì BIOS nó thiết lập sai cái boot mode cho nên là nó không có vào Windows được. Đó. Khi mà các bạn gặp cái tình trạng này thì các bạn có thể tự xử lý, nó không cần phải mang ra tiệm hay bất cứ nơi đâu. Thì nếu mà cái máy của các bạn mà tình trạng này thì nó, nếu mà các bạn xem video của mình thật kỹ thì bạn có thể tự làm và tự khắc phục được cái lỗi này nha. Đó, mình bây giờ mình tắt nguồn, mình sẽ bật lại cho bạn xem. Đó, nó vô hệ điều hành được rồi đó các bạn. Rồi, vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái dòng laptop Elebook của HP 850G2. Thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi đó các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì có thể cho mình like, và các bạn đừng quên nhấn vào chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất trên kênh của mình nha các bạn. Một lần nữa cho phép mình xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.